Dạ đúng rồi, thực ra cũng không phải để ý mà đía để chọc tức ấy. Là chị sợ nhất mấy thằng con trai mà nó ghẹo rồi nó nhiều khi nó hay chọi á. Chú này có phải giống vậy không? Dạ không dám chọi đâu chị, tại vì em dữ lắm. Chứ chú chọi là em gì? Là cầm chổi em dí thiệt á. Rồi em thì chia làm hai giai đoạn, quen tập 1 nghỉ giải lao xong rồi quen tiếp tập 2. Có chuyện gì xảy ra? Tính em cũng nhút nhát lắm, tối đó thì cũng xảy ra lỡ dở thôi. Lỡ dở anh sao nè? Là tức là cũng hai đứa là trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tính tới chuyện đám cưới đám hỏi luôn rồi đó. Xong rồi cái biết ổng lừa, em bị tổn thương dữ lắm. Mà tính của em thì nó thẳng từ trước giờ, vừa thẳng vừa ngang, là bỏ ăn bỏ uống 10 ngày luôn á. Có kể cho anh nghe không? Dạ có. Khóc chị, khóc trời ơi, khóc lâu la, thương em cứ quay lại đó. Tội nghiệp quá, tội quay lại quá. Đó. Xong rồi nói là thôi, còn có anh mà. Chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên Võ Quang Lưu, 31 tuổi. 31 tuổi. Dạ. Em đang làm chủ của một cửa hàng thực phẩm bổ sung dành cho người tập thể hình. Tướng tá này có thể qua ăn uống ở bên đó được không? Được. Nhìn anh là biết là dân tập thể hình rồi đúng không? Anh xin thưa với em luôn là cái lần gần đây nhất anh tập thể hình đó là cách đây khoảng mấy năm rồi đó. Nhờ tập đều đặn cho nên mới có thân hình như thế này nè. Rồi mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả xem đài Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Thúy Hồng, 29 tuổi. Hiện em là tư vấn viên điều trị mụ và chậm con của công ty Đông Y Hồng Tâm. Rồi bữa nay ông mụ đụng bà mụ rồi. Tên Hồng nữa kìa. Hồng. Hồi nãy có là đây là Hồng Úc luôn á. Cái cơ duyên nào mà các em gặp nhau? Em với vợ em á là ở cùng thôn, cùng xóm, chỉ khác cái dãy trước và dãy sau thôi. Là quê ở đâu cưng? Dạ ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ. Bữa đó chắc cũng tình cờ em cũng mặc quần đùi ở Trăng, đi xuống phụ thằng bạn nhổ mì, nhổ sắn ấy. Rồi cái đi ngang qua nhà vợ, đi ngang qua thấy xong cái đía. Đía nhưng mà lúc mà chú bé bao nhiêu tuổi? Dạ 17 tuổi. Đó, 17 tuổi. Hồi đó đía theo đía kiểu không phải là thương đâu. Cô bé này mới 15 thôi chứ mấy. Dạ đúng rồi, thực ra cũng không phải để ý mà đía để chọc tức ấy. Là chị sợ nhất mấy thằng con trai mà nó ghẹo rồi nó nhiều khi nó cứ hay chọi á. Chú này có phải giống vậy không? Dạ không dám chọi đâu chị, tại vì em dữ lắm. Chứ chú chọi là kiểu em gì? Là cầm chổi em dí thiệt á. Em ghẹo chọc cho chửi. Xong rồi bắt đầu dí em chạy. Em chồng sao? Hồi đó giờ em không phải được như bây giờ đâu. Hồi đó là lúa. Lúa mà gặp trời mưa ấy. Đen. Lúa nè, đen nè, đen thủi đen thui đó. Dạ đúng rồi. Chọc cho dí chạy. Vậy đó. Nhưng mà em chắc chắn là em không ưa chàng này đúng không? Dạ đúng rồi, không ưa. Ấn tượng lần đầu tiên gặp ổng là không ưa rồi. Hồi đó cái kiểu như em là ở trong gia đình ba mẹ khó quá, nên là cái kiểu mình cũng đứng hơn tuổi một chút, mà cứ thấy ai mà cà lật cà chợt là mình không thích. Mà ông này ổng cứ nói mình là bé đen nữa. Nên mình lại tức, cứ mỗi lần như vậy là rượt nhau. Mà em có đen không? Dạ đen thiệt. Cái người mà đen người ta ghét ai gọi đen lắm. Em thích ai bây giờ? Đến khi nào thì mới bắt đầu là tỏ tình với em? Tụi em thì chia làm hai giai đoạn, quen tập 1 nghỉ giải lao xong rồi quen tiếp tập 2. Cái tập 1 là lúc bao nhiêu tuổi? Bắt đầu quen tập 1 là biết nhau đó, là biết nhau đó là tập 1 phải không? Biết nhau, biết nhau mà không ưa. Tới cái lúc ưa ấy thì khoảng được 1 tháng nghỉ giải lao. Dạ. Là lúc đó là lên tới lớp mấy rồi? Em từ lớp 9 thi lên lớp 10 là bắt đầu học chung trường. Học chung trường thì hay đi chung học với nhau, hay đi chung xe đạp với nhau vậy đó. Thì mấy đứa nó thấy hai đứa đi với nhau là nó hay ghẹo. Trước đi học sinh là nó hay ghép đôi mà em càng ghét nữa. Dạ là càng ghét nữa. Nhưng mà đến lúc em học lớp 12 thì ảnh đi lên trên Sài Gòn anh học rồi. Lúc mà em thi đại học ấy, ba mẹ không đưa đi được nên ảnh về ảnh đưa em đi lên. Thì lúc đó là mình thấy ông này cũng chu đáo, cũng về đưa mình. Nên là lúc đó là cũng nhã nhã từ từ từ. Dạ đúng rồi, bắt đầu quen. Khi mà em thi đại học rớt rồi á, bắt đầu mới về nhà. Nhà em thì ở dưới xã nhưng mà em lên thị trấn để em làm phụ người ta buôn bán quần áo gần Tết rồi đó. Ông cũng lui lui tới thì lúc đó mới xác nhận là quen nhau. Hồi đó tụi em là quen nhau cái vụ cũng cái vụ mà từ đầu không ưa đấy nên là đã xưng Mita. Từ miền Trung mình thì cứ xưng Mita đó là thân thiện ấy. Cứ xưng Mita miết cho tới cái lúc đó là vợ em lên trên thị trấn làm ấy, rồi cái bắt đầu em cũng lên, rồi tối đó cũng như là cũng kiếm cớ là ở lại phụ ấy rồi ở lại. Cái hồi đó là bắt đầu mới kêu sửa lại, hồi đó cũng có ý với nhau rồi. Mới lần đầu mà kêu Mita xong rồi sửa lại anh em nó ngượng, hai đứa ngượng gì đâu mà nó ngượng. Bắt cười hả? Dạ đúng rồi, cái tự nhiên cái phụt cười á. Dạ đúng rồi, tự cười luôn. Đúng không? Em chỉ cần xưng em với ảnh thôi là em cười, hoặc là ảnh xưng anh với em là ảnh cười. Hai đứa cười không, nhưng mà đang nói câu chuyện là gián đoạn liền phải cười một trận đã rồi mới đầu nói tiếp được. Rồi sao cái đêm tối ở lại đó?
Có chuyện gì xảy ra không? Tính em cũng nhút nhát lắm. Tối đó thì cũng xảy ra lỡ dở thôi. Lỡ dở? Lỡ dở sao nè? Là tức là cũng hai đứa là trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là lần đầu tiên luôn. Là ngủ trong cái sạp luôn á. Ngủ trong cái sạp đó luôn, cái tiệm đó luôn. Là chảy ra là ngủ đó thôi. Hai đứa ngủ trong đó luôn. Là lần đầu tiên em ngủ chung với trai. Cũng lần đầu tiên là bị người ta cướp nụ hôn đầu tiên luôn. Nhưng mà vui không? Thích không? Em nhưng mà là anh thật sự nó mới tò mò mà anh muốn biết thôi. Là ổng hôn bất ngờ hay là ổng nói ý? Dạ có bất ngờ, là cái cảm giác bây giờ nó vẫn còn nhớ luôn á, giống như điện nó chạy á, từ trên này xuống là người nó cứng luôn á. Dạ cứng ngắc luôn. Bất ngờ không hỏi xin em luôn. Dạ đúng rồi. Giống như em là em xin làm sao lỡ không cho. Không cho. Nhưng mà hôn một cái một thôi hay là đêm đó là hôn nữa? Dạ chỉ có một cái đó thôi. Rồi xong rồi là phần ai nấy ngủ á, tại vì sợ quá. Hơi bậy. Cũng tay chân nó cũng bậy bậy chút. Đêm đó chắc luôn đâu có ngủ nghe gì đúng không? Dạ nằm ngủ chứ thì gần như không ngủ được. Nhắm mắt để đó thôi. Nằm kế bên người con gái mà bình thường là nguyên đêm lần đầu tiên nữa thì không ngủ được. Tình yêu các em là cái gì có suôn sẻ không? Qua Tết là tự chia tay đấy. Sao lại chia tay? Gần Tết là lên phụ bán. Xong rồi cái ăn Tết xong cái là đúng một tháng là chia tay. Anh muốn biết là tại sao lại chia tay? Em cũng không biết nữa. Ổng hút thuốc mà em nói ổng không có nghe. Cái kiểu mình là lịnh lúc mà thương ấy, mình muốn lịnh là người ta phải nghe mình á, cái kiểu vậy đó, mà ổng lại không nghe nên là em bực bội quá thôi. Bỏ. Chia tay lâu rồi, chia tay lúc đó là gián đoạn hơi lâu, là hơn 3 năm. Vậy đó hả? Chia tay anh này xong khoảng 2 tháng là em có bồ mới rồi. Dạ. Rồi em lúc đó đi Sài Gòn học và làm. Rồi em có quen một người mới ở ngoài Bắc. Em với anh kia là quen cũng lâu rồi, cũng muốn tính tới chuyện đám cưới đám hỏi luôn rồi đó. Nhưng mà cái dạng tụi em cũng yêu xa thôi. Tại vì anh kia anh làm ở ngoài Phan Thiết Bình Thuận, còn em thì làm ở Sài Gòn. Nên là chỉ yêu xa thôi. Cứ mỗi lần Tết nhất á là anh kia cứ về Bắc với mẹ. Chia tay nhưng mà Tết về vẫn đi chơi. Tết về vẫn đi chơi bình thường. Nói chung là giống như là mặc định là về phải đi chơi với ông này. Nhưng mà đi chơi là có cái cảm giác không? Dạ là cái kiểu là thân quen lắm á, cái kiểu là mình thân quen và giống như là mình muốn chiếm hữu á, ổng mà chỉ cần đi chơi với lại đứa khác thôi là lẫy rồi đó, là hờn rồi đó. Lễ Tết bất cứ cái gì này về là ổng phải chở đi chơi thậm nhưng chí. Mà còn Lưu thì sao? Lưu trong cái lúc đó thì là trong 3 năm mà chia tay với bạn này thì có bạn gái không? Sau 2 năm thì em cũng có quen một bạn, quen nhau được 1 năm. Nhưng mà thực ra thì lúc yêu thì thương là cũng thiệt, chứ không phải là giả dối gì. Nhưng mà khi mà đi chơi với nhau rồi đấy, thì như là nó có một cái gì đó kết nối hai đứa. Xong rồi cái em cũng chia tay bạn kia. Tức là em vẫn còn thương cô gái này đó. Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà trong 3 năm đó em có nhớ gì về cổ không? Cái điều đó là như là mặc định rồi. Thì hai đứa thì ở gần nhà. Mỗi lần em lên Sài Gòn em chơi thì đều ghé hết. Cứ là chơi đi lên Sài Gòn hoặc là đi đía qua quận 9 là phải ghé em cái đã rồi mới đi. Tức là hai người này họ có ngoài cái tình yêu nó giống như là có cái tình tri kỷ á. Tình thương, tình tri kỷ rồi tình ruột thịt nữa. Kiểu nó thân lắm, quen lắm. Mà có cái chuyện vui buồn gì người đầu tiên em nghĩ là ông này đang giận cô cũng điện thoại nói chuyện với ổng, hay là có cái gì đó cũng điện thoại nói chuyện với ổng, như là một thói quen luôn á. Chia tay nhưng mà cái chân nó vẫn còn méo lại. Rồi đến khi mà quay hai đứa quen lại, ai là người chủ động á? Em chồng. Lúc đó em chia tay anh kia là tại quen cũng lâu rồi, 3 năm mấy mà đã tính tới chuyện đám cưới đám hỏi luôn rồi đó. Xong rồi cái biết ổng lừa, em bị tổn thương dữ lắm. Mà tính của em thì nó thẳng từ trước giờ, vừa thẳng vừa ngang nữa, là bỏ ăn bỏ uống 10 ngày luôn á. Có kể cho anh nghe không? Dạ có, khóc trời, gọi điện khóc bla bla, thương em cứ quay lại đó. Tội nghiệp quá, tội quay lại quá. Đó. Dạ. Xong rồi nói là thôi, còn có anh mà. Ôi ôi. À, chỉ có câu đó thôi đó là thấy dịu lòng rồi đó. Thằng chảy liền đúng không? Dạ. Đó. Có khoảng tháng mấy sau chia tay anh kia là quay lại với anh này rồi. Tại vì có sẵn rồi mà. Em là trong bao lâu thì chia tay bạn gái? Cái giai đoạn đó là em lại về quê. Còn bạn thì làm ở trong này, thì giai đoạn đó khoảng 3 tháng, lần lần rồi nó pha với lại vợ em thì giai đoạn đó đang thất tình nữa. Nên là mình chăm anh này nhiều hơn. Bạn kia cũng biết gì? Thực ra bạn kia thì không biết. Nên là em mới xin lỗi. Nhưng mà em và bạn kia có tính cái chuyện lâu dài không? Dạ cũng có, nhưng mà cũng có vài trục trặc. Lúc đó ở nhà sửa nhà chuẩn bị làm đám cưới ấy, vợ nghe tức lắm. Cái... tức hả? Vợ ghen hả? Dạ, em cũng không biết vì sao hồi đó đâu có liên quan gì đâu. Em cay kinh khủng luôn. Cái mỗi lần sau mẹ em điện lên á, bé hình như mẹ thấy nhà Lưu sửa nhà, hình như là nghe nói chuẩn bị cưới vợ. Thế là em tức hừng hực luôn á. Tự nhiên mình cũng có bồ mà người ta đi cưới vợ mình lại tức, mà lúc đó là không hiểu lý do vì sao mình lại tức. Đó là một cái tình yêu không hề ích kỷ đấy em. Mà hai bạn yêu lại đó là cho tới bây giờ là cưới nhau là không có gì trục trặc nữa đúng không? Dạ đúng rồi, dạ, nói chung là hầu như chỉ có những vấn đề có thể tự tụi em giải quyết được, nên không trục trặc lắm. Mà ngay sau đó là bao lâu thì cưới? Tụi em quay lại là tháng 8, 24. Thì tháng 12, 25 là tụi em đám hỏi. Tụi em mới quay lại thì ba ảnh mất. Tròn 1 năm ngày mất của ba ảnh á, thì bắt đầu má ảnh á mới qua nhà nói là cho đám hỏi. Tại vì tụi em đang có cái định hướng là muốn kinh doanh sữa, má muốn là hai đứa làm chung với nhau.
thì đám hỏi đi cho nó có cái danh phận để cho mình dễ đi qua lại á, và ở lại mà học hỏi. Tháng 3 2017 thì tụi em mới cưới. Là mất một năm. Dạ hơn một năm. Hơn một năm mới đám cưới. Bắt đầu lúc đó là dọn về ở chung là đám hỏi xong đó. Dạ, phải không? Dạ. Đám hỏi xong là có như vợ chồng rồi còn gì nữa. Dạ. Là có sống chung với nhau không? Dạ có sống chung nhưng mà không dám nói với ba mẹ. Ba mẹ bên vợ thì khó. Ở nhà do em là chị hai, dưới là còn hai đứa em gái nữa nên ba mẹ mình muốn mình sống phải mẫu mực, cho nên là mình lỡ sai rồi là không dám nhận. Là đính luôn, dạ giấu luôn. Và cái câu chuyện đó là chưa bao giờ em kể cho ba mẹ em nghe. Dạ, dạ chưa bao giờ kể. Bữa nay biết hả? Chắc lẽ ba mẹ không biết đâu. Thì giờ nếu như mà ba mẹ có biết thì thôi ba mẹ tha lỗi cho con, tại vì giờ con cũng có hai cháu ngoại xinh xắn cho ba mẹ rồi, cho nên là ba mẹ không, bỏ ba qua mẹ, cho con. Ba mẹ bỏ qua hết. Dạ. Tại vì giờ là nhìn thấy hai đứa hạnh phúc, ông bà quá quá hạnh phúc rồi. Vậy là tới khi tụi em ở chung với nhau rồi mới có cái chuyện kia đúng không? Chỉ là từ cái nụ hôn rồi cho tới lúc mà ở chung với nhau rồi mới có cái chuyện vợ chồng. Dạ, dạ, mấy năm rồi. Trời. Vậy là ba mẹ cũng có la đâu. Rồi đến với cái phần hấp dẫn đấy em. Phần đó là phần dạch mặt nhau. Em chấp bên vợ em kể trước. Để chấp luôn hả? Dạ, để tí nữa em có gì em bẻ lại. Cũng là một người đàn ông mẫu mực đó, nhưng mà có một số cái là em không thích anh là anh vô tâm. Không phải vô tâm là toàn phần đâu. Nhiều lúc em mặc bộ đồ này là mới lắm nè, mặc hai ba nước rồi đó, ông mới hỏi là ủa em mới mua đồ mới hả? Mình cảm giác là trời mình trưng diện cho đẹp để chồng thấy, mà mình mặc tới hai ba nước rồi ông mới biết. Ông biết là mình có đồ kiểu mới. Kiểu như là không muốn quan tâm gì tới mình, nhưng mà thực tế là chỉ cần em nhìn đá mắt vào ông là cái gì là ông hiểu là em đang muốn cái gì luôn á. Nhưng mà là vô tâm về ngoại hình của mình á, là cái thứ nhất. Tập trung cái gì á? Tập trung game. Đi game thời điểm đầu là có thể chơi tới 3-4 giờ sáng luôn. Nhưng mà từ ngày em sinh bé thứ hai á, tính tình em cũng có thay đổi một chút, quạo hơn, với lại chắc là ông cũng thấy em mệt hơn, cho nên là giãn bớt rồi. Sợ em quạo cho nên là trước khi mà muốn chơi game á là con cái là phải lo thay đồ rồi thay tã rồi bắt đầu đúng không? Dạ đúng rồi, phải lo hoàn tất cho con gái từ áo quần tã sữa rồi mới được chơi. Tới ổng. Dạ mới được tới ổng. Mà mỗi lần mà em nhìn thấy khi mà ổng chăm sóc cho con mình đầy đủ trơn á, ổng cầm máy lên thì em sẽ dễ chịu hơn chút. Dạ đúng rồi. Còn một cái em tính nói đợt trước nhưng mà đợt này ảnh tự động bỏ rồi, đó là ảnh bỏ thuốc. Cái nguyên nhân đầu tiên là hai vợ chồng chia tay, nhưng mà bây giờ đã khắc phục được rồi, tự động bỏ luôn. Em mừng lắm luôn, mừng mà chảy nước mắt luôn. Lưu, tại sao em bỏ vậy luôn? Em cũng trải qua mấy lần rồi, là kiểu như mình hút thuốc rồi cái ho ấy, có hai đứa hai con rồi. Rồi mình nghĩ lại mình thôi mình cố gắng mình bỏ đi. Thực ra cái đó cũng tốt. Nên là mình cố gắng mình bỏ. Còn gì nữa không? Ổng thêm một cái nữa là hơi bị dây thun. Ví dụ như em nhờ làm cái gì đó thì cái tính mình là Trương Phi mà, thì em nhờ anh đi thì anh làm đi, rồi anh muốn làm cái gì cũng được, anh muốn chơi game hay là anh muốn coi YouTube, anh muốn làm gì đó làm. Không, lê mà lê 15-20 phút ai nói lê cả tiếng. Đang dở, đang dở trời. Cho nên quạo đúng không? Dạ rồi. Tới luôn tới em đó. Dạ em cũng tự nói rồi, đó là tính rất là nóng, rất là ngang, không phải chỉ riêng em sợ đâu, cả xóm em cũng sợ vợ. Sợ bà gặp ai cũng la được, có chồng chắc cũng đỡ rồi. Cái hồi chưa chồng hồi con gái trời, ngang lứa là đứa nào cũng sợ bà hết. Đứa nít cũng sớm sợ lắm luôn. Ngang lứa là chạy đó, chọc là chạy, đứng lại là quýnh bé đen á. Bé đen thì bé đen thôi. Nóng nè, tính từ con gái tới bây giờ luôn, tính khí thất thường. Ví dụ như em đang đó, em đang chơi ở phòng vậy đó, đi về đang hai đứa đang vui vẻ về, em mới vừa bước ra khỏi phòng chắc cỡ 10-15 phút vậy đó, bắt đầu mình điện mình hỏi thăm, tự đang đang vui vẻ vậy cái tự nhiên không bắt máy, và mấy ngày sau cũng không bắt máy, không biết lý do vì sao. Ủa vậy luôn á hả? Mà có lý do à, em là người hay để ý tiểu tiết. Nghĩa là khi mà cái cuộc nói chuyện của hai đứa nếu như mà có cái gì đó mà mít lòng là em không nói ngay lúc đó đâu. Về rồi bắt đầu em ngẫm lại một hồi, giống như là em bị điện chạy chậm vậy đó. Cái tính của em là em biết em nóng, mà nếu nóng là em sẽ nói ra những lời không hay. Nên là em để sẽ... nó từ từ giải quyết. Dạ đúng rồi. Cách đó của em đó là một cái giải pháp tốt cho cái việc là xử lý cái cơn giận của mình không? Trời, thêm cái nữa thì ngủ hay mớ, đang nằm ngủ vậy đó cứ rớt con rớt. Dạ ám ảnh đó. Chắc là hai đứa nó lì quá. Ừ. Ở nhà anh chăm con cả ngày luôn mà. Nó không có gửi nội ngoại gì hết, thì ở chồng tự chăm. Rồi nhiều lúc cả ngày la mắng con. Mấy rồi đứa lớn mấy tuổi em? Dạ 37 tháng ạ. Đứa nhỏ thì bây giờ được 11 tháng rồi. 11 tháng. Trời ơi cái tuổi này là thôi. Là nó quậy ghê lắm. Mà một đứa thì hỏi nhiều, còn một đứa thì nó lắc chắc. Ban ngày mà giữ con mà la dữ quá là tối là cũng mớ. Rồi bây giờ sẵn mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. Quan tâm vợ một chút. Em có nhờ cái gì thì anh làm lẹ lẹ giùm em. Tại tính em nóng, nhiều lúc em lại không kìm lại nói những cái từ mà nó không đúng nữa. Bắt đầu hai vợ chồng lại xích mích. Rồi bây giờ luôn mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chỉ có cái mong muốn là cái thùng dữ thôi, dịu xuống một tí là em cảm thấy là được rồi. Cái hợp tác là rất là quan trọng. Hy vọng hai em sẽ có một cái sự thay đổi nha. Dạ. Cả hai sẽ cùng thay đổi. Rồi cảm ơn hai. Dạ, cảm ơn. Giới thiệu em tên là Ngô Tấn Đại, em đến từ Quảng Ngãi. Còn em? Dạ em tên là Phan Thị Hà Trâm, em đến từ Hà Tĩnh ạ. Trâm đang nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi ạ. Tụi em giờ là ở đâu? Dạ tụi em đang công tác và làm việc tại Phan Rang Ninh Thuận ạ. Rồi là từ Phan Rang Ninh Thuận vô đây? Dạ. Đáp máy bay vô đây.
Dạ, đi xe đò. Trước tiên là xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình Vợ Chồng Son, xin cảm ơn hai vợ chồng bạn đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Rất cảm ơn. Đại và Trâm là hai người gặp nhau ở đâu và cơ duyên nào khiến cho hai bạn gặp nhau và nảy sinh tình yêu? Dạ thì vợ chồng em là làm chung cùng một công ty ở Đông Nai ạ. Em thì làm trước chồng em, sau đó chồng em vào là làm nhân viên thực tập. Thì trong cái đám nhân viên thực tập đó là ai cũng gọi em là chị cả, tại vì là chồng em sinh năm 92 thôi, thua em một tuổi, thì em cũng xưng với mọi người là chị, chỉ có riêng chồng em á là không có xưng chị với em. Thì em cũng thấy cái thằng đó nó vừa lùn, vừa xấu, vừa mập mà lại còn nói ngáng ngược với mình nữa, thì cũng ghét ghét thôi chứ cũng chưa có ấn tượng gì đặc biệt. Không ấn tượng mà ấn tượng đầu tiên là hơi ghét ghét đúng không? Ghét ghét đúng không? Bây giờ Đại kể tiếp đi. Lần đầu tiên em gặp vợ em thì em có rung động cái buổi đầu tiên mà gặp mặt cô gái này? Dạ, ấn tượng đầu tiên với vợ em thì em chỉ chốt lại một chữ à, là ghét. Sao hai người cùng ghét nhau vậy? Dạ tại do là cái tính chất công việc thành ra là không có hợp tính nhau. Thì em là làm ngoài thị trường, còn vợ em là làm văn phòng. Đôi khi ở văn phòng thì cần thế này thế kia, hơi rập khuôn một chút. Nhưng thị trường thì mình cần linh động, thì dẫn đến là hơi bất đồng về quan điểm. Dẫn là hai đứa gặp nhau xem như chó với mèo vậy đó, là rất là ghét nhau. Nhưng mà ghét nhau thì tại sao cuối cùng lại thương nhau? Dạ đó là chuyện tình chó và mèo, cho phép vợ kể đi. Chó và mèo. Dạ. Dạ nói chung thì lúc ở Đông Nai thì hai đứa không ưa gì nhau rồi. Nhưng mà công ty em là có một chi nhánh ở Ninh Thuận thì chuyển em ra ngoài đó. Lúc thì được khoảng 2 tháng thì chồng em cũng làm từ Bình Thuận cũng chuyển ra Ninh Thuận. Mà ở Ninh Thuận thì chỉ có 3 anh em, đó là anh sếp em với chồng em. Thì anh sếp thì có gia đình hết rồi, nên là cũng chẳng có ai để chơi cả, không có bạn bè người thân gì hết. Thì có một bạn đồng nghiệp ở đấy, thì lâu lâu cũng đi hẹn hò cà phê cho vui thôi, chẳng ưa gì nhau hết. Mà cứ hễ mà ai mà nói đồng đến hai đứa là hai đứa cứ nói móc nói xỉa nói nhau ghê gớm lắm. Mà chồng em con trai mà nói điếu ghê gớm lắm. Em lúc đầu mới gặp là em chẳng thích cái gì hết. Sau cũng được một thời gian cũng hay đi chơi với nhau, đi chửi nhau. Em thấy chửi nhiều quá nên lâu dần cũng có tình cảm, rồi dần đến là thích nhau. Nghe hiểu không? Chửi nhau rồi một thời gian đó, hiểu. Người ta là nói về nhau tốt thì cũng có tình cảm, đây chửi nhau cũng có tình cảm. Chửi là từ từ quen là thương nhau đúng không? Có nghĩa là em cũng có cái cảm giác giống như vợ em không? Mình cua răng với nhau lâu quá rồi, cái tự nhiên thành ra là nếu mà bữa nào mà không gặp để mà chửi lộn mà thấy nhớ thương thương đúng không? Dạ. Cái bắt đầu từ lúc mà được lọt vào mắt xanh của em á là... Trời ơi, lọt vào mắt xanh của em á. Nhà này cho chảnh nghe. Là ngày bố chồng, ông bố vợ á, là ông mới đi đám cưới trong Nam. Ông ghé đó ông chơi. Thì vợ mới nhờ là cho ông vào ở chung với em một vài ngày. Thì trong những ngày ông ở chung rồi, khi bố ra thì cũng đưa ông đi chơi tham quan các cái điểm du lịch ở Ninh Thuận. Thì trong quá trình đi thì mình thấy cái phong cách của vợ là phù hợp với cái đối tượng mà mình đang tìm kiếm. Cho nên là mình có cảm tình từ đó ạ. Nói chung là phải cảm ơn ông bố vợ. Tức là nhìn cái cách mà vợ đối xử với bố, tự nhiên em cảm thấy đúng cái người mà em chọn lựa đúng không? Phải có lý do chứ. Đâu phải tự nhiên mà gây lộn mà yêu nhau được ta. Tụi em quen nhau bao lâu thì dạ, trước? Chưa tới 2 tháng. Trời, chưa tới 2 tháng hả ta? Sao nhanh dữ vậy? Dạ, cưới sớm là do em hết. Là tại do là em thấy cô nàng này thì cũng ok. Tụi em lấy nhau lâu chưa? Dạ, được năm 3 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ, chưa. Chưa. Để em nói về vấn đề em bé. Rồi, tiếp. Nói chung là cũng phải cũng không phải là mê tín, nhưng mà em cũng xem rất là nhiều chương trình Vợ Chồng Son trước rồi, thì em được nghe là anh Quốc Thuận giống như là một ông lời nguyền vậy đó. Dạ. Như một lời nguyền vậy, là hễ là cứ anh chúc cho cặp đôi nào là cặp đôi đó sẽ sớm có em bé và có em bé ngay á, nên là tụi em cũng mong anh Quốc Thuận có thể chúc cho vợ chồng em được như vậy. Chúc ơi Thuận ơi. Hết rồi. Ê, có khi nào mà ở châu Âu người ta thỉnh luôn mà bệnh chúc cho chồng con không trời? Ông Phúc. Rồi, chút nữa anh sẽ chúc nghe. Rồi bây giờ, trước khi anh chúc thì anh muốn nghe cái lời tâm sự của các em. Sau khi cưới nhau về thì vợ em, cô ấy có tật xấu gì không? Về tật xấu mà nặng thì cũng chưa gọi là nặng quá. Chỉ có một số cái mà gọi là cũng chưa vừa lòng mình thôi. Nói chung không có nặng quá mà nặng nề thôi đúng không? Dạ. Tại vì sống chung với nhau thì mới thấy ra vấn đề là vợ chồng em còn chưa ổn định được công việc nhà. Là vợ em rất hay xô bì cái vụ công việc nhà. Thì đôi khi em đi làm về á,
mình mệt mình nằm đó mình bấm điện thoại chờ cơm ăn, mà mình không xuống phụ bà nấu là chắc chắn là bà cứ cầu nhàu cử nhử giống như bắt mình phải làm vậy đó. Thì em cảm thấy không thích cái chùa đó cho lắm. Cầu nhàu. Dạ. Rồi thứ hai nữa là đôi khi cái cách nói chuyện vợ em á là chưa có hay. Thí dụ đi. Ví dụ như không có nói như em, mà nói không có để cho người khác có cảm tình. Sao nãy giờ anh nghe nói chuyện đâu có gì đâu mà anh không hay. Dạ, tại vì ở đây là em đang nói là vấn đề ví dụ như trong công việc của hai vợ chồng cùng công ty thì nó có xảy ra một số vấn đề gì đó, thì đôi khi cái cách giải quyết em nói chuyện thì người ta nghe đôi khi là cái sai của mình nhưng lại mắc lòng người ta, nhưng vợ em đôi khi cái sai của người ta nhưng nói người ta lại không chịu, thì đó là cái cách mình trình bày diễn đạt á. Tại vì gió thế này này anh khéo á, dạ, anh nói em về là gió thế này này, tại vì á, em là công việc thị trường, mà công việc thị trường là thường tiếp xúc với khách hàng, mà khách hàng cứ mỗi lần gọi điện đến là phàn nàn thế này thế kia, mà trong khi là em thấy cái việc phàn nàn đó là chồng em đúng, cho nên là em mới cãi tay đôi lại với khách hàng, thì khách hàng sẽ dẫn đến là khách hàng sẽ không ưa gì chồng em mà không lấy hàng của công ty bên em á, còn chồng em sẽ mất đi sản lượng. Mà em đánh kiểm soát được nổi nóng tức là do vì em thương chồng em cho nên là em mới cãi với họ. Vậy mà chồng em cứ mỗi lần như vậy là về là lá em là nói em không khéo thế này thế kia, không giúp đã không giúp được anh ấy thôi còn phá anh nữa. Rồi vậy thì cái tật xấu của ông xã em là gì? Ôi cha, lấy về rồi em mới biết là quá trời nhiều, quá trời nhiều. Ôi, quá trời nhiều, quá trời nhiều. Chồng em là vừa giá trưởng, vừa khó tính à. Ví dụ như là khi mà em ra khỏi nhà là không bao giờ cho em mặc một cái gì mà hở háng này, rồi là mặc váy cũng phải đến bắt cá chứ quá đầu gối là cũng không cho. Đi biển là không bao giờ mặc bikini, bỏ cái bikini ra khỏi cái suy nghĩ đấy lại. Nghĩa là đi tắm biển phải mặc đồ bộ à. Đúng, dạ đúng. Nhưng mà... Trời, nó đúng luôn kìa. Đúng rồi. Nhưng mà áo là áo phải dày được cơ. Đồ bộ mà áo mỏng cũng không cho nữa. Trời ơi. Như vậy là mặc đồ người nhái chứ không được. Rồi đi ăn tiệc là cũng phải kính cổng cao tường đúng không? Dạ. Ui, đi ăn tiệc thì chồng em cứ bắt em phải mặc bộ đồ áo vét này, rồi là nếu mà mặc váy là cũng phải mặc váy kiểu bó sát người, rồi là kiểu đến nỗi mà em đi ra đường mà mấy người hàng xóm kêu là như kiểu mẹ của cô dâu vậy đó. Trời ơi, phụ huynh của cô dâu. Em buồn gì đâu, con gái ra đường thì cũng mong là đẹp đẹp mặt thì cũng đẹp cho chồng chứ đẹp cho ai mà không cho. Vợ chồng em có bắt em bịt mặt không? Bịt mặt thì không. Lúc yêu thì sao? Lúc yêu chẳng thể nói gì hết, tại vì yêu cũng được có 2 tháng thôi nên là mỗi lần đi cà phê hay hẹn hò thì em thích mặc thế nào là mặc. Ôi, trước khi mà lấy chồng là đồ em rất là xinh xắn trẻ con, rồi là cũng mặc váy xòe này kia. Còn từ khi lấy chồng về chồng chả cho mặc một cái gì liên quan đến váy vóc như vậy hết. Ủa vậy thì ở nhà thì sao? Phải ăn mặc phải kính cổng cao tường giống vậy không? Dạ không, ở nhà thì thoải mái. Tưởng đâu bắt mặc đồ bộ rồi chùm mặt hay sao? Rồi đi ngủ có được mặc đầm ngủ không? Chồng em không thích em mặc đầm tí nào hết. Nói là mặc đồ bộ cũng được, chứ còn cứ mặc đến đầm váy là nói dẹp mấy cái bộ đó đi. Gì bữa nào xấu? Em vừa lòng không đi, em đi ngủ em mặc đồ vest. Không vừa lòng đó. Áo cổ lọ cũng được em. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ. Đó, mặc đồ áo len, áo len nó cổ lọ đấy. Rồi còn tính xấu gì nữa không? Chồng em cũng có tính sĩ diện cao nữa. Ví dụ trước khi lên nó nói thôi em nói xấu ý, anh ít ít thôi đừng có nói nhiều. Trời. Rồi là ví dụ như đi ra đường mà em có lỡ tay đánh yếu thì nhẹ nhàng một xíu nha, về nhà ông láng ấy, ông kêu thế này đấy, em về nhà thì em thế nào cũng được, ra đường gì mà em đồng tay đồng chân à, anh em giữ thể diện gì cho anh hết. Nhưng mà khi ra đường chơi với bạn bè thì em thấy chồng em vui vui nên em cứ đánh một cái như vậy. Mà có một lần em đánh ngay trên đâu á, về ông la quá trời dần rồi mấy ngày luôn. Trời ơi. Nhiều mà. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi gì nè? Em mong muốn em xã em thay đổi điều gì? Chồng em còn có một cái tật đó là hút thuốc rất là nhiều nữa. Mà đến mức mà em phải nói với anh ấy là anh thề đi, anh ấy cũng nói rồi nhá, nhưng mà anh không bỏ được. Thì em cũng mong là chồng em có thể bỏ được. Bây giờ xin cắt ngang cái, hồi nãy em nói là em mong muốn đến đây là cũng vì là nhờ anh chúc em sẽ có được em bé đúng không? Vậy thì bây giờ trước khi anh chúc thì bây giờ chồng em chúc nữa cũng phải hứa. Tại vì bây giờ tôi có chúc 1000 câu chúc đi nữa cũng khó lắm. Tức là phải bớt thuốc, cái thuốc đó là một cái nguyên nhân mà chậm có em bé đó. Đúng vậy. Đó, nó nghe là thôi bây giờ chồng á bớt hút thuốc đi để mà có em bé. Đó là cái mà vợ mong muốn ha. Rồi bớt gia trưởng lại một chút xíu. Cái thời buổi này á mà chồng gia trưởng là nó cũng bị lỗi thời rồi. Phải sẻ chia, phải luôn luôn trong đầu mình phải có một cái bình đẳng với vợ. Thì bỏ được cái tính gia trưởng thì mình sẽ thấy là những cái việc làm của vợ mình nó rất là bình thường. Thì mình sẽ cảm thấy mình nhẹ đầu á. Tại vì em biết không, thực ra chị nói nhỏ thôi, những người mà có tính gia trưởng là dễ bị suy diễn. Nếu mà không nói ra được thì bực bội rồi, hút thuốc. Thì tất cả những cái điều đó nó đều làm em bị ức chế về đầu óc. Cho nên em không thoải mái trong tất cả mọi chuyện. Thì cái vấn đề mà em muốn có con là em phải xả hết, em phải vui vẻ thì mới dễ. Cái đó là chị nói thiệt, nó đi về tính cách á, cho nên xả đi em.
lúc còn chưa muộn. Lớn tuổi hơn xíu nữa là xả cũng không cũng khó nữa. Đó thì giờ chị chỉ muốn vậy thôi, còn bây giờ anh Bin anh Trúc nè. Nhưng đây thì tôi cũng muốn nói luôn, không riêng gì với cặp vợ chồng của bạn, mà các cặp vợ chồng nếu mà sắp tới mà có đến đây tham gia chương trình mà muốn nhờ ông Mụ Thuận tôi là Trúc có con á, thì trước tiên tôi có một yêu cầu là anh chồng đó anh hứa anh phải bỏ thuốc lá thì tôi mới Trúc, thấy không? Thì giờ thôi nhân đây anh muốn em có một lời hứa với vợ em. Thì anh cũng hứa với em là anh sẽ cố gắng giảm hút thuốc và sẽ bỏ. Sao lại giảm? Bỏ chắc chắn phải bỏ luôn. Bỏ luôn đi. Sao lại giảm được? Thôi, nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về các em sẽ có một tin vui. Sẽ có một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh ra đời. Chúc hai vợ chồng luôn luôn vui tươi và hạnh phúc nhé. Em 37 tuổi rồi. Đó, tổ chức sự kiện xong không có MC lỏng nhào nữa mà làm MC luôn. Dạ đúng ạ. Em bao hết luôn, bao sân luôn. Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Đoán à? Chắc lẽ là cái bên mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị, không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức, là tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi không những cái tình cảm quá đặc biệt luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ, có nghĩa là trên chiếc xe đó mới biết nhau. Em thấy dễ thương quá em tán luôn từ đó. Rồi bây giờ kể luôn đi. Dạ, thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh, cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Thì sao xui sao mà hai người ngồi gần nhau chung ghế luôn. Hơn chứ. Dạ. hơn sao á. Đó, ngồi gần nhau thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá, em nói nhiều quá nghe. Em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái là không có quen á chị. Tức là dạ, tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ, thành ra dạ, em bị lầy lội mà em không biết. Dạ, tôi lầy lội mà trở thành bị vô duyên mà dạ, không hề biết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nói cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Mà nói mà bất cần, coi như là nhìn thấy thái độ người ta. Hơn là sao ông này ông nói nhiều dữ. Cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không. Kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Trời, xui cho em, cái là xui cho em mà không né được luôn. Hàng ghế luôn. Rồi sao nè. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao bằng, mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần ngay cái trạm dừng chân đó. Dạ, có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ xuống thì em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó, là em cũng mò tới mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh cái tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cha nội? Cái gì vậy? Có quen biết gì đâu mà ăn chưa? Cái này. Nhưng mà rồi sao lúc em có ngồi không hay là em... À, ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày quê là gì. Có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhưng mà em dân miền Tây mình hay gọi là gì, là dê đúng không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê, nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa, mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi, thấy có đụng tay đụng chân nhau. Chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng rồi, không, đúng. Em ngủ, em giả bộ ngủ, chứ em không hề buồn ngủ. Dạ, dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Rồi bây giờ nè. Em ghê thiệt luôn. Vô ngồi ăn, cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm ra ăn thôi, cái ổng ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Tìm cho bằng được. Em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ngồi trước mặt em liền. Xong rồi em không ăn cơm được, tại vì ổng ngồi kế bên ổng nói nhiều nữa, em không ăn được, ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn. Em tính luôn. Em tính luôn. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ, lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên này, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó. Mình thôi mình kệ, không nói nhiều quá cho đại đi. Cho đại đi, nói nhiều quá nhức đầu quá. Thôi mình cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả.
mà ông điện miết rồi ông nhắn tin miết luôn. À, nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho mà dạ. Nó nhiều quá, dai nữa. Cho cho rồi. Cho rồi đúng rồi vậy. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Ờ đó. Lúc đó là học đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải ngồi, là lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó rồi nói, ừ thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ buổi trưa, mình đi học xong buổi trưa giờ nghỉ trưa đó rồi mình thôi kêu thôi em đang ở đây nè thôi lại đi đó là nói chuyện. Ổng như lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Dạ. Ai rủ? Em rủ. Mà rủ đi cà phê thanh thiên bạch nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng vắng? Dạ cái có này mấy loại cà phê mà cà phê giống nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum, cái tum cà phê tum, cái tum cà phê tum, cái tum cà tum thì nó có cái màn sáo xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả xuống. Mà kéo lên thì kéo nhưng mà người nào mà tình yêu tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà lại rủ vô đó. Dạ em rủ là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm mà lần có kéo màn không đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm mà em có biết cái vụ cà phê tâm cà phê lùm cà phê tròi không? Ý là chỉ lùm. Đi điểm thôi nhưng mà em cũng đi theo chạy theo sau mà hai xe cứ đầu cái nó rồi xong rồi tiêu rồi xong rồi tiêu rồi dắt tự nhiên dắt mình vô trong này rồi rồi sao cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi có sao đâu mình không làm gì thôi. Mà biết ổng về lắm rồi đó mà cũng vô tâm mà cũng vô mà có vô không gọi gọi nghi là có thích em có rồi có kéo màn không mà kiểu dối lòng thôi phải thích thì tắt vô rồi nhưng mà có kéo màn không lắp ổng vô ổng kéo màn hạ hạ nửa phân nửa thôi ấy là lịch sự thôi mình nắm tay nắm đồ sập xuống cái là em về liền luôn á phân nửa thôi cũng biết khôn kéo phân nửa khôn á ừ rồi xong sao dạ thì vô làm sao tức là em cũng phải đi từ từ đó em mình phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay cái là về liền máu cam liền đó nên em cũng cũng cho từ từ em đi hai ngón tay từ từ vậy đó kêu nước đồ ra đầu cũng ngồi thì cũng kể là nhà quê nội ở đây quê em ở đây thì quá là tiện rồi anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không như là anh rất là thiếu tình cảm y vậy luôn vậy anh... luôn. Sao mà chị đúng tìm đây em luôn á anh giận như chị đang tự bươn chải tự lập đó là dạ. Tự số ấp mình đó dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi dạ nên là em dễ nói lắm em dễ bịa ra lắm để đánh động tình thương dạ mới đi nghĩa vụ về kia đi trong quân đội ra này kia thiếu thốn tình cảm này đó đúng không rồi. Bên này có động lòng không nghe phải động được. Trời ơi, bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Rồi sao rồi cái tay có có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm cái gì coi coi. Đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Cái cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu nữa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là. Như có điện á. Dạ. Như có điện. Nhưng mà sao bữa đó thường về? Á biết không có những người á là vậy nè ngồi vậy nè xong là vậy thôi đó mày để tay bay mày bê đê quá vậy nè vậy nè đó vậy nè đó em biết sao không anh á thì xe hoài vậy đó có xe hoài á anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy mà xe anh đâu có xe từ từ nó xe lên đó vậy sao búp ba y vậy luôn nè đó y vậy luôn đó dạ. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không em chạy mất dép luôn chạy luôn. Ủa sao vậy? Chạy luôn, kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không ta về đúng không? Dạ dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sau đó là em thấy bị chạy mất dép mà. Đầu về thì xui vô cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác, đâu có lưu xuống. Mà em thì em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Thả. Giúp câu nào chứ cũng không có mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ, cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã này mà có cái miệng nữa. Để cho người ta kể. Rồi sao thì cũng em cũng văng là cũng năm ba cô vậy đó. Thì về vợ em mất số điện thoại. Em thì còn vợ em mất điện thoại là mất luôn số. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc tại vì không giật lại đúng không thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi đó. Em mới suy nghĩ đầu điện đấy anh Minh nè, khỏi anh Minh nào nữa chứ. Em không quan tâm luôn, bỏ qua mà đúng không. Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thật thôi, đánh nhanh rút gọn. Bây giờ cũng chuẩn bị bước qua, ngon rồi, được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi. Đó
nó thôi giờ mình cưới nhau nha em. Ừ. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Ừ. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi em điện thoại về cho mẹ đó chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Ừ. Rồi mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy, nó ở trên Bình Phước á. À. Trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói dạ rồi. Nói rồi sao? Cái nó thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Ừ, con trẻ mà. Dạ. Đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt con vô tâm. Không, chưa. Giờ lên sóng chắc biết. Không, giờ lên sóng mới biết à. À, rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Dạ. À, nhưng mà dạ, trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Dạ, có lãng mạn không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến là hết sợ rồi đó. Dạ. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên vậy đó. Ừ. Dạ. Thấy cũng cảm thấy gần gũi. Ừ. Dạ. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó. Dạ. Là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Ừ. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm. Em cũng đi coi bói đó chứ. Ừ. Em mới nói rồi, em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em. Cái thời thấy hai tuổi này cũng hợp. Thôi giờ mình yêu ổng cũng 50%. Thôi giờ 50% còn lại để tin dạ, tin vào cái tuổi tác dạ, sau này mình còn vung đắp thêm. Đấy, em tuổi Sửu, dạ, vợ em tuổi Dậu, dạ, là nằm trong tam hạp. Dạ. Dạ. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Dạ, có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là à, gần nhau đúng dạ, không? Dạ gần nhau. Ok, ngồi đứng chút xíu. Chùi răng. Em bị găng cái son á, lên lên đi, lên đi cưng, lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên lên em si tiệt cười chết luôn á. Dạ Lê Nam á, kiểu của em dạ, giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Ờ, đó. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Bà Chồng Son rồi, Nguyễn Khang. Nguyễn Khang. Dancer á. Dạ. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi như vậy là coi như là 3 tháng. Sau 3 tháng. Sau một quý một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa đủ hết. Lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm dạ, giá đúng trị rồi, đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Ở lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô trời. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Đêm đó có tưng bừng phá hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Dạ. Vợ em có. Em. Cảm giác gì vui. Nữa. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui hả? Mà ổng vui không? Ổng vô không có nói nữa không em? Đi tân hôn có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Đêm tân hôn có nói nhiều. Lúc ấy chỉ có im lặng thôi. À, hay cái buổi là... tối thì không nói anh thuận. Cái buổi tối thì không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Là chỉ làm việc thôi. Ừ. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng đèn là bắt đầu nói dạ. Đúng rồi, đúng là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em đặt đàn bà luôn á. Phải nói nhã. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á. Nói nó có nhiều cách nói nha. Cảm thấy phiền phức. Cầm ràm. Dạ. Cầm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn cho kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao? Nói nhiều nè, kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ là sao? Ví dụ sao mà là tật xấu ta? Các từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc thì phải ra ngoài sân. Còn mới là ở chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó. Lao sạch mà sẽ. Ai lao, ai là ảnh lao. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu, dọn dẹp lao nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lao 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Dạ, em giải thích tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ nói chung là em như con nói chung con nít đó cái phổi nó yếu. Em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á là em nói làm sao mà để ông đi à, nói ba ơi có con nhỏ. Có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm nó bị ho. Nên là ba đã sang hút thuốc.
cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu của cháu dạ, dạ, cũng thành thói quen ba em cũng thành thói quen ra ngoài rồi sao nữa có ghen tuông rồi có không tuyệt đó là em không ghen nha không không ổng 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 á đang kể thật xấu ổng nha hay về về lắm đi đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em mà trong khi có vợ mình đi theo nữa mình em cũng bình thường không sao hết kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó đó thì đồng nghiệp bình thường mà chị nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không ghen dữ dằn lắm dữ dằn ủa nhưng mà em đi dạy thôi mà em chỉ gặp phụ huynh thôi không chứ lẽ phải... ghen với học sinh mà mầm non thì bởi vậy không, em mới nói đó em ghen với phụ huynh của học sinh đó nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi bố đi rước không à ê đụng chạm nghe đụng chạm nặng luôn đó đó tôi là cởi cái sơ mi này ra là về đi rước con tôi không đó, đó. Mấy ông bố kỳ thiệt để mẹ đi rước đi bố đi rước không à không rước cái đầu đứng mình nói ủa tại em con em cũng học chung trường đó luôn con em mấy mấy tháng rồi con em ba ba tuổi dạ đi vô kiểu là đứng đồ nói chuyện nói chuyện với cô á nói cái nghĩa là phụ huynh á trao đổi với dạ cô trao đổi chứ. Là con nó sao sao á thì em ghen em ghen vô gì tiếp em ra đó sao đâu ghen 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 cái biểu hiện mặt mũi mình sao cái thái độ là trừ mắt em thôi rồi về là em im luôn có tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm tại vì em không giận là em nói đúng mà em im giận là im là em im là nó ủa gì sao vậy sao vậy tại vì em im là em giận giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài ra đứng sau lưng ông phụ huynh đứng phía sau lưng ông phụ huynh nha nhìn vợ đúng rồi một cái một đúng rồi đã đúng vậy á mà không biết cái con nhiều vậy nói ít thôi chứ còn về quê á về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi đi chợ mua đồ ăn cũng không cho đi sợ mấy ông bắt heo á giống như là thả hổ về gừng vậy đó sợ đi lung tung ghen dữ vậy không em không biết luôn mà mặc dù là mình xong rồi mà nói ủa có gì đâu ghen ta nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn em á ghen nữa. Thì em là cái máu không là cái máu hay sao á mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ rồi thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen em không hiểu cái đó là ăn vô máu thôi gì đi ăn máu là ghen bệnh rồi cái đó ghen bệnh á thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ đúng em rồi nhìn mặt vợ em mất công nó nhìn mình mình bằng đôi mắt mang nhìn hình mặt mình đi hoặc là nhìn chị nè đó. Đó. em ơi mà không biết sao mấy cái này có thuốc chữa không nè cái có thuốc gì không chứ mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị ghen bị máu rồi đúng không dạ bị mệt nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà dạ không thì vợ em đâu có gì đâu nhưng mà ý là cái ghen vu vơ phong long là ghen tưởng tượng thì ghen trong tâm trí á thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi về nhà cũng mệt về thì không thấy vợ đâu hết alo đang đâu vậy gằn giọng quýnh liền quýnh quán liền em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó bà điện ngược cho em chị xin lỗi em dạ vậy chị làm trễ quá mấy cái công đoạn này trễ quá là quýnh quán hết trơn nói là không giữ vợ từ lúc cưới tới giờ là chưa có đi qua khỏi 10 giờ bữa đó làm tới 12 giờ đêm trời sợ quá rồi quạo quọ đúng không quạo quọ ổng đi về ổng thấy em đâu sợ xe cổ đứng xe cổ thứ hai mới đi không, chơi trong với đầu ai? Nghĩ trong đầu nhảy số vậy tưởng đi với thằng nào đó. Không thiệt cái đó là thật sự luôn em điện lắm đang đâu dữ dằn lắm trời là đầu nhắn tin liền em đang spa để kiểu làm chạy một phát một luôn chưa thay đổi là chết đứng chạy ngoài spa. Coi thấy coi tin. Có cái xe đó không em nhắn tin liền anh ơi đừng có vô nghe đừng có la âm sùm như em xin lỗi liên tục luôn mà này cũng sợ ổng sợ cái miệng nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu đi tới khuya vậy đâu chứ lại sợ bị la nữa mình anh nói thiệt đó giờ là em có chửi lộn với tao mình chửi bên ngoài chửi lại chửi với chửi lộn mới gây lộn với phụ nữ lộn với con trai đùa em mới nghĩ là cũng không gây lộn nhưng mà cứ như trong công việc mà có gì đó thì cũng có tranh luận cũng quyết liệt biết sao nổi gì không cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt nó hay lắm em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu đó chứ anh nói thật còn nói như vậy mà chết em luôn rồi giờ còn tật xấu gì nữa không hả còn tật xấu gì nữa không cô giáo dạ không có nhiều thôi dạ. Hết rồi phải không dạ dạ ghen thôi ghen bệnh dạ dạ đúng rồi ghen bệnh là quá sạch sẽ dạ lèm bèm dạ đúng rồi rồi còn bà có tật xấu gì không cưng tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha đó bây giờ mà em phải khui chứ nghĩa là lợi của mình mà em tại sao em lèm bèm nè có nghĩa là em nói cái đó rồi một lần hai lần ba lần 10 lần luôn không thay đổi mà cái việc nhỏ thì ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó giờ 3 tuổi lại xài nó tự lướt tự coi TikTok rành dạ đó thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt
nhưng mà cứ để đi đi làm về là thấy mẹ ông ấy còn mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà rồi cho sạch sẽ rồi để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ hay là sao, hay là ý là cố tình, ý là cố tình chống đối. Đó, có nghĩa không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm, mày làm gì tao. Đó, em vậy mới thắc mắc như vậy thôi. Im lặng trong sự chống đối. Dạ. Thì rồi có như vậy là không có chú tâm vô những cái chồng, lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp dạ. luôn. Có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không? Cho nên bà mới bực. Dạ, có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt. Ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả, cũng đang bấm điện thoại. Thì nói thì cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại. Bị ghiền điện thoại. Vậy là bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó. Thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được. Tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà. Em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó. Mấy phụ huynh đồ tăng may đặt hàng rồi đó. Cứ cầm điện thoại miết. Em muốn thôi để lo cho con. Dạ. Rồi còn gì nữa nè. Hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37 37 rồi dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, trong khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát, cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, có nghĩa là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn có một đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng phải hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu. Đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Tại vì nãy em vẫn thích là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ, nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được, cái nó dính luôn là khổ. Trời rồi rồi em bắt vợ em coi như là dạ. ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Trời nó nghĩa trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À. Dạ. Tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mà. Em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Cứ đứa nữa đi anh. Ta thèm luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cái đây mới 3 năm thôi, có phải ít nhất phải 5 năm. Không, phải 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe. 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy xong cái thì... này anh cho em đứa nha. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi. Đó. Cảm ơn anh nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm Sửu. Đó năm nay mà. Năm Sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng giêng. Em sao vậy? Bây giờ mới tháng giêng à? Ờ được rồi, đúng rồi. Nguyễn con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Dạ, rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùm cái note lại, ghi lại và sửa. Một lần hai lần là phải sửa. Để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con rồi nó phát triển. Đó, là phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu không có hay nhớ quên. Luôn đó. Đó là hay quên đó, cái tật hay quên nữa đó, cũng là một tật xấu á. Dạ. Mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn, người hay uống những lon nước ngọt rồi đó. Hay uống không mà uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ là dạ, thay cơm bằng sáng. Nước đó. Nguy hiểm nha. Dạ. Mở bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn, anh không nói nhiều nữa. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không có được rồi. Phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt. Quá mệt. Mệt lắm luôn chứ đâu. Nè, ghen mà... cái đầu nó quay nó không làm ăn được luôn. Mà chị nói thêm nữa nè. Tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Thiệt luôn. Tự nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy mà chị thấy ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận. Đó nên là
Sợ hả? Sợ. Không hề, chị nói em á, bây giờ hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hay hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường. Mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á, là mê chết luôn, mê chồng á, dạ. Mê. Mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Dạ. Em hiểu không? Chứ mắc mớ vậy em phải ghen. Trời ơi, em kèo trên mà. Sao phải ghen? Trời ơi. Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị. Nhớ hôm nay là ngày em tin chị đi, chị dạ. Nói chị nói nghiêm túc. Tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có, dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để dạ. Mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng dạ. Rồi. Trời ơi, chứ tự nhiên... Xong tự này nhiên... về em lật kèo lại. Lật kèo lại cho chị. Nữa. Lật kèo lại. Đi đi em. Chà, thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ, cho một thằng con trai con gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một đứa con gái nằm sủ cho tôi. Trời dạ. Ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Dạ. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, giờ mà công trường người ta mất xã hội đó. Thì nghe thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi. Thôi, sao được, mỗi nhà mỗi cảnh mà nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Ông nội này ông đi không? Vậy là tôi là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe, dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một dạ. Người nào khác đâu, bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó, là, đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Đúng dạ. Chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một cái gì cả. Dạ. Sống rất là vui vẻ nghe. Rồi sống an nhàn lắm. Thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, thay đổi nha, nhớ nha. Và chúc cho hai em dạ. Luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Dạ. Và sinh nhật. Trâu nữ. Trâu nữ. Trâu vàng. Và trâu hôm nữ. Nay cái ngày cũng đặc biệt luôn là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Hành động Happy đi. Birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Hứa. Dạ. Nào, tối nay đó, tặng một con người. Dạ. Nhớ nghe. Hành động nghe. Đi em. Hành em okay. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Nhân em. Dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 28 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em. Gì vậy đang như vậy? Đầu ra tặng quà. À. Bây giờ hôm nay thì ngày hôm nay em cũng đứng lên đi. Có luôn à. Wow, trời ơi. Nặng happy khí luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tới này nha, tới này.